Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin chào tất cả mọi người. Tô mở bức tranh. Chết rồi. Nhầm. Một bộ nhầm. Nhầm nha mọi người. Một viên thuốc độc. Một lọ được thuốc độc. Khoa học. Thuốc tình yêu. Tại vì các cô để tên ấy, ta bảo đây là lọ hóa chất tình yêu dành cho những người cô đơn lâu năm. Tại có cái hình trái tim này. Ok chưa mọi người? Mà mình sẽ dẫn mọi người tới luôn nha. Những chiếc tiền mọi người đợi mình chút xíu. Ok. Quá thâm hồn dài quá. Ok nha mọi người. Còn từ mùa đông. Quá mệt rồi. Ok nha, mình sử dụng một xanh lá tô tiếp nha. Thế thì chơi. À đâu ạ? Của em. À không phải của em. Đâu anh? Tinder thì mà. À, chẳng có biết à, của anh sát mà. Nhìn rồi biết ai của anh sát. Hôm qua anh cũng sát mặt mà anh. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Mẹ nghĩ âm nó không có được tí gì luôn. À, à. Vai cho có cái cơ mà nó bị. Chẳng lẽ dành cắn ta hai lần. 500% đúng không? Mắc một lần tâm ta 500%. Ok nha mọi người. Ủa, cho vào tâm ta không nghe âm là sao? Nó có quay. Sao mà không nghe được? Quay lại. Quay lại. Hết cứu. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, đợi mình chút xíu nhé. Còn 1 phút nữa. Ok, sẽ để 50 đi. Chuyển ra. Video nghe được luôn. Thế thì chú. Em nhận nó nhá. Ok. Ở đây là bức tranh của mình, sau khi nhá, tôi muốn gửi cho mọi người xem vài kết nốt rồi sẽ kết quả của video nha. Vẫn nghe thường. Vẫn nghe gì? Thưa mà máy thì mình có lo ngoài nhỉ? Ô sao đéo nghe thì vậy? Có lo ngoài đây nhá. Ta nghe vẫn nghe bình thường mà. Tăng âm lượng cỡ rồi. Cỡ rồi. Tôi đây người ta đang nghe thử mà xem ảo ấy. Nghe được đoạn nào không? Không. À, chẳng nghe được đoạn nào. Thì chịu. Đây nhá. Thưa mở video ở ngoài đấy vẫn nghe được. Nghe được luôn. Có đúng không? Ý là ông nghe ở ngoài video của nó khi vào file ấy. Nghe đi không? Tắt cái âm đi. Khó mà. Ngoan không? Tôi có nghe rồi mà. Mà sao mà con tao không nghe gì? Âm này không nghe mà. Chắc lỗi khi cho vào can. Mà có quay được không? Nhìn đến đây.
bài lâu cho đến đi làm đi nữa mình tuyển người thật đấy. Nhưng cái động nó ở đâu ai biết được. Ok nha mọi người. Ok mình sẽ sửa lại cái đánh dấu nha. Quái sao còn kêu mà phải hiểu ấy. Quái sao còn kêu. Biết sao giờ. Cả này thì hết kêu à. Anh Đức hình như thích lâm thư. Em em biết là anh ra mà. Anh thích lâm thư đúng không? Mà sao anh cứ bay nữa thôi. Đâu, anh có quay lại mà. Anh bay nó thôi. Không quanh sắc còn kêu. Không quanh sắc còn kêu nó. Anh có quay lại mà. Không, em bảo cái này làm cứ bộ phận thế nào ấy. Em bảo là đâu, bộ phận đâu chứ. Anh có bảo gì đâu? Có mà. Anh vừa bảo vớ vẩn là vớ vẩn thế nào mà. Vừa tôi thì ạ. Như thế tức là anh bên đó. Không, cũng như là vớ vẩn ở chỗ nào thì anh hỏi vớ vẩn như thế nào. Anh phải là bê tuổi là bênh thôi. Là bênh à, anh biết thích lương thư đúng không? Hóa ra là như vậy. Chết là anh Đức thích trẻ tuổi cơ. Anh Đức lại thích cái kiểu trẻ tuổi cơ. Anh Đức 93 đúng không? Lương thứ 2 anh Đức. Đâu, 94 mà đúng không anh? Anh Đức 93 hay 94? 94 hay 94? 94. Ui, 2 kia là 5 ui. Cho anh nhau nhiều phết đấy chứ. Cũng 11 tuổi. Gần nó giáp, gần nó giáp. 11 tuổi lận. Không sao anh Đức mà bọn em vẫn ủng hộ mà. Tốt quá. Đấy tốt quá thằng kìa. 18 tuổi lấy vợ được rồi, anh ngỏ ý. Cùng quê à? Em ở Long này chắc là hợp lý. Cùng quê, chắc cùng quê đấy. Chắc cùng quê. Mình cho thầy mấy chai nhé, có thể cho mình xem nha. Tôi phải gen xong rồi tôi cho cam âm thêm chứ. Không nghe được. Hai lần. Sao bỏ cam ta không gì đó. Hoặc là nó quá nhỏ rồi. Nó quá nhỏ. Tay vãi trưởng. Quay lại. 15k 5k sắp đô. Anh ông này ủi hơn tỷ cả. Đâu quá hơn trăm. Điên à nhầm à nhầm. Sao hộ tôi mà anh. Ờ mà mua video như này của nó. Anh Long mua bao tiền một video. Hả cái gì anh. Bao nhiêu tiền một video. Cắm sạc hả. Không biết anh Long anh không đến video đâu. Ok ông để pin nhớ. Sắp. Thế thôi cắm cho tôi đi. Anh Long anh không đến video đâu mà mua bao nhiêu. Anh trả theo tháng luôn ạ. Không biết được. Người anh quen chắc là anh không đếm đâu. Anh chung là chắc là đứa kia nó cứ bảo bao video rồi anh tự tính ra thôi chứ. Ok nha. Và video của mình đến là kết thúc nha. Đã có đăng những video tiếp theo của Lacey thì kênh của em bye. Hello, xin chào. Thôi, cái thời gian này mọi người nói đi trong cái chuyện mà hết đi. Có chuyện gì đấy chứ. Một bánh sinh nhật cực kỳ tuyệt vời. Để đỡ mọi người ra mọi người mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu chiếc bánh sinh nhật này luôn nha. Ok. Ok. Ui da. Ui da. Ok nha. Một chiếc bánh sinh nhật vị cam và khoai môn. Mình sẽ đều bỏ xuống cho dễ tô nha anh em. Bằng cái ở đây các bạn thấy nha, mình sẽ sơn một cái, mình sẽ tạo cho nó cái màu đen để các bạn dễ biết thấy. Nếu hôm nay không thấy quý này, nếu như mà tắt đi thì các bạn sẽ khó nhìn chơi làm quý này. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một hình tròn bằng cánh lá. Ok. Ok nha. Dấu cộng này tạo ra một cái em mới. Sau đó chúng ta sẽ sơn màu đây. Ở cái ở dưới sạch cũng lỗi sạch. Ở đây mình chọn đúng là một màu vàng luôn. Ở sau khi mình chọn màu vàng không mình sẽ cho ý kiến là Antalas LED. Đó, mình sẽ có một cái màu vàng. Ok. Màu vàng. Đó, và đây chính là cái màu đèn của đôi giày. Đây các bạn sẽ thấy rõ hơn cái vùng của mình là cái đèn, cái khung cảnh mới. Đó.
Ok. Thì đó là cái đường chọn mà chúng ta chọn bằng bằng cái wish selection tool. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, mình sẽ sơn một cái, mình sẽ tạo cho nó một cái màu đẹp để các bạn dễ nhìn thấy cái Ok. đường chọn con này. Vừa tải Nếu như mình tắt đi thì các bạn sẽ khó nhìn cái đường chọn của đôi giày này đó. Thì ở đây mình sẽ chi tạo ra đường nha. chọn bằng cách là nhấn vào tạo ra một layer mới đó, nhấn vào dấu cộng này tạo ra một layer mới, sau đó chúng ta Ok. sẽ sơn màu. Thì ở đây cái phần màu bên này chính là cái màu nền, thì ở đây mình chọn sẵn luôn là màu vàng luôn đó. Sau khi mình chọn màu vàng xong thì mình Ok. nhấn phím là Alt+ Select đó, thì nó sẽ có cái màu vàng, nó có một layer này nó sẽ biến thành màu vàng đó, và đây chính là cái màu nền của đôi giày. Ở đây các bạn sẽ thấy rõ hơn cái phần mà chúng ta vừa cắt ra đó. Rồi chúng ta vừa cắt ra thì các bạn thấy nè, những cái vùng này nó, các bạn bấm chọn lại cái layer đôi giày nha, rồi layer đôi đôi guốc nha. Rồi các bạn thấy nè, những cái vùng này nó có những cái viền chưa sạch đó, nó có những cái viền còn bị đen, Wow. cái lớp nó đang phủ chưa sạch đó. Thì làm sao để Ok chúng nha. ta thử những cái gì đó đi, tại đây các bạn cũng nhấn cho mình là block. Đây các bạn nhấn vào đây cái nhỏ nhỏ đây, các bạn bấm vào Ok. thì nó sẽ có một cái hình ổ khóa ngay cái layer, hay cái layer đôi guốc này, và nó sẽ lock cái layer đôi guốc này lại. Và mục đích lock lại để làm gì, để chúng ta có thể thoải mái chỉnh trong cái layer này mà không có bị lây ra ngoài. Hiện tại đây nè, các bạn chọn cho mình đó là đưa cho mình về cái thanh công cụ lớp đó là B đó, lớp B, và các bạn để cái cây cọ bên phải, các bạn để cái cọ bỏ Bạn lại cần cam đánh ta nào thì bạn đi xem. xỉa. Rồi tại đây các bạn sẽ Ok nha chọn mọi người, cái ớt màu, mọi người có theo các bạn chọn mình đây đó là gì, bạn màu trắng, hoặc đang mình thì các bạn bạn click click game đây có màu này ra đây, và các bạn click cái cây bút vào trong cái và màu xóa thì được như rồi. vậy đấy. Thì mình sẽ click ở đây, các bạn sẽ Ok. thấy là nó sẽ auto chọn cái màu đôi giày The first đã được bút look về và cái màu của bạn, like. nên các bạn lên này, nên các bạn màu này nó sẽ về cái màu của đôi bút đó. Tức vào đây nó sẽ lấy màu, tự động lấy màu, và chúng ta nhấn ok. Xin xong. Rồi sau đó Ok chúng ta nha. sẽ lên, chúng ta sẽ lên cái thanh lớp này ngay cái Video vị trí mà content mình làm mà nó bị lên lên đây như này, SKT chúng ta là sẽ quả. lên V đó, đây là nhỏ nhỏ thôi đó, các bạn lên. Ok. Thấy là vấn đề của chúng ta đã được Control giải quyết và nó Family sẽ Look không còn Feel bị cái này nữa. Phần ta gốc. Đó ở đây các bạn chỉ để Phần ta vậy nha, các gốc. bạn ở đây các bạn để là cái thanh opacity bên này, các bạn chỉ Phần để ta là lách rồi. 30%. Rồi các bạn để Ok. 30%. Rồi các bạn play đi. Judah. Ok. Ok nha. Đậu mát con này. Hả? Đấy. Bảo tải video tiếng Anh mà lại toàn điện. Tôi lấy đâu ra tiếng Anh hả? Trời. Biết sao giờ. Không nói sớm. Ok. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Xin được mọi người cùng vào trong một bức tranh của mình, một sự lựa chọn đúng đắn về việc tuyển người trong công ty nha. Và mình xin được quý vị xem qua tô mời của mình để tô nha. Mình xin được mọi người tô luôn. Ok. Mình
thiết lập chút cái máy tính này nha. Nó cứ lắc lắc đi anh em. Bạn lên tới đâu thì cái vùng đen đó nó sẽ tới đó và nó sẽ không bị lây ra ngoài, thì bạn đã khóa cái leo này. Cái này lên được một cái đường đường đen nào. Khóa lên rồi vào trong cái màu đó là Antalak. À mình cứ mở cái lên được một đó, nó sẽ có cái màu vàng. Ok. Cái vùng này nó có những cái viền. Rồi đi, play. Sau thì các bạn đánh tranh nhất có thể xem nhé. Ừ, bạn này bạn không có file. Tại đây các bạn sẽ nhấn cho mình đó là điểm block. Đây, các bạn nhấn vào đây này, cái nhỏ nhỏ này, các bạn bấm vào thì nó sẽ có một cái khóa ngay cái layer 6 tính. Ok. Và nó sẽ lock cái layer bước này lại. Và mục đích lock lại để làm gì? Để chúng ta có thể thoải mái chỉnh, thoải mái chỉnh trong cái layer này. À, lâu lắm rồi mình không vào mini crab nhỉ. Các bạn chọn tranh thủ cập nhật cho mình về cái thanh công cụ lớp đó là B. Mình lúc chán chẳng gì là đó, ok nha. Và các bạn để cái cây cọ từng bài cái cây cọ nhỏ lại khoảng 17 xem. Rồi tại đây các bạn sẽ chọn mình lớp vào cái ô màu á, các bạn chọn màu trắng thật, các bạn lấy ô màu này ra, các bạn lớp cái cây vào trong cái màu của dây đây. Thì mình sẽ click ở đây. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ auto chọn cái màu đôi giày Adobe về cái màu cái bạn trên cái này. Trên các bạn nhảy pha lê luôn. Về cái màu đỉnh. Đó. Đỉnh thật sự. Click vào đây, nó sẽ lấy màu, tự động lấy màu. Và chúng ta nhấn ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lê. Chúng ta sẽ lê cái thằng web này ngay cái đường viền mà mình nào mà nó sẽ đen đen như này nè. Chúng ta lê. Như vậy, cập nhật chúng tôi đồng ý. Ok. Và các bạn sẽ thấy là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết và nó sẽ không có bị cái đường đen nữa. Đó. Ở đây các bạn chỉ để nhé, các bạn ở đây các bạn chỉ để là cái ok. Các bạn chỉ để là 30%. Yeah. Ok nha. 30%. Rồi các bạn lên đi. Đó, các bạn lên tới đâu thì cái vùng đen nó sẽ mất tới đó và nó sẽ không đi ra ngoài vì chúng ta đã khóa cái layer này rồi. Đây là cái tác dụng của cái khóa layer, đã khóa cái layer lại rồi. Đó, nó khóa cái layer lại. Ok. Đó, chúng ta kéo cái vùng làm việc cho thành giả. Còn chúng ta sẽ kiểm tra ở các độ khác. Okay, bye. 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 Bye.